thoại. Ngạc. Người cá đây, người cá đây, người cá đây, người cá đây. Ui cái gì vậy? Thôi. Ui. Ê con cá to, con cá to. Ôi dạ, ôi dạ, đừng giết tôi vậy, đừng sao. Tôi là người cá mà, tôi là người cá chứ đâu phải là con cá đâu mà ông đòi ăn thịt tôi hả trời. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Đó, thì anh em thấy là hôm nay mình đang ở trong nhà của mình. Và anh em thấy là nhà của mình đang tràn ngập như là không khí Giáng sinh. Trời ơi, nhưng mà lạnh quá anh em ơi. Trời, lạnh lẫy bẫy luôn em. Trời, lạnh quá. Mùa đông bây giờ rất là lạnh luôn. Mình chỉ còn có 3cm thôi, lạnh phải chưởng nữa. Mà không sao, bù lại thì mình được rất là nhiều quà từ ông già Noel đây. Đó, rồi xong trang trí cái nhà của mình cũng khá là đẹp luôn. Thì à, anh em có thắc mắc cái này không? Thì cái này là lần trước ông Ren á, ông đục cái nhà của mình để ông theo dõi mình á, xong bắt đầu ông không có đặt lại, cho nên bây giờ mình không có gì để mình đặt hết. Mà nhà mình thì nghèo quá, mình đâu có tiền sửa đâu, cho nên mình phải lấy khối kim cương để mình đặt, mình lắp lại luôn đó. Anh em thấy không? Tại nhà nghèo quá mà đâu có gì để lắp đâu, cho nên phải có cái gì lắp cái đó thôi. Có mấy viên khối kim cương cho nên lắp vào luôn hả. Hôm nay mình sẽ đi ra ngoài. Trời ơi, mặc dù là trời nắng nhưng mà sao lạnh vậy trời. Ok, mình sẽ ra mình thu hoạch bí ngô dưa hấu để mình tích trữ cho mùa đông này, mình sẽ có thức ăn để mình ăn. Hồi lạnh quá, lạnh quá. Ê chú. Ủa gì vậy? Ủa gì ai la làng âm sầm vậy? Đứa nào vậy? Đứa nào la làng âm sầm trong nhà ta vậy? Đứa nào? Ủa nó sớp. Ờ hello nó sớp. Thôi chào nha, chào nha. Thôi. Ok, ông anh này không? Tôi vừa tìm được ăn ngon phết. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Đấy, ăn đi. Gì vậy? Wow. À ha, trời ơi, kẹo hả? Kẹo ông ăn đi, ông ăn đi. Tào lao hả? Cái này mà ông kêu tôi ăn. Ơi, à thôi. Ông đang làm gì ấy? Hả? À, tôi đang đi gặt lúa thôi, không có gì hết. Ơi, gặt lúa làm gì? Thời gian đi gặt lúa chịu nắng như này thà mình đi cắm trại còn hơn á. Ờ đi cắm trại hả? Cắm trại hả? Ờ được, vui nha, vui nha. Đi này, đây, tôi chuẩn bị mía để tôi gặm trong lúc cắm trại nè. Ồ. Ờ đâu. Ờ cắm trại. Ok, đi. Thôi đi liền. Khoan. Sao? Cắm trại ở rừng là quá quên mất rồi, tôi thấy ai cũng cắm trại ở rừng rồi. No, không có gì hot cả. Chứ sao vậy? Bây giờ các YouTuber ở Việt Nam toàn dùng thử thách lạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng thử thách cắm trại dưới nước. Yeah. Tào lao, ông nghĩ sao vậy? Giờ mùa đông nó lạnh vãi cả chưởng ra. Tôi còn 3cm, ông còn được 1.5cm nè. Ông còn thấy ok, tại vì ông đâu có mặc quần đâu, mặc cái tã, cho nên là chắc chắn là ông bị lạnh run luôn rồi. Tự nhiên cái không tào lao, tự nhiên mùa đông mà kêu đi cắm trại mà cắm trại ở dưới biển, tào lao quá. Chứ mùa hè mà đi cắm. Ê. Vậy đi đâu? Đi ra. Đi cùng cho vui. Thôi trời, cắm trại dưới biển lạnh lắm. Trời ơi, thỉnh thoảng làm clip cho các bạn xem chứ giờ YouTuber nổi ở Việt Nam toàn làm mấy thử thách đấy thôi, chịu à. Có sao đâu. Chắc là đấy, cũng được. Mình nghe ý của nồi sếp nói cũng hay đó, chắc là đi cắm trại dưới biển cũng được. Ok rồi, nếu mà ông quyết định thì ok đi thôi. Let's go. Đi. Trời ơi, bình thường. Đi. Ok, bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị đồ để đi cắm trại với anh em, cắm trại dưới biển. Ok các bạn ơi, thì bọn mình đã chuẩn bị một cái rương. Thì trong cái rương này bọn mình đã đựng tất cả những cái đồ mà bọn mình cần thiết để có thể đi cắm trại ở dưới biển rồi. Ok, để mình lấy thôi nha. Anh em mở rương nào. Thì trong đây tôi có chuẩn bị cho một số len này, thì ông có thể ông thích cái màu nào thì ông lấy màu đó, riêng tôi thích màu xanh thì tôi lấy màu xanh đi. Okay, không lấy màu khác đi. Tôi thích màu trắng giống cái quần xịt của tôi. Ok. Đây là cửa nè, bây giờ anh em mình sẽ chia đôi cửa ra. Tiếp theo đó là thuốc thở dưới nước, anh em mình sẽ mỗi đứa 2 stack. Rồi sau đó là máy cưa nè. Sẻng nè, đó rồi cúp nữa nè. Cái gì nữa ta em, kiếm nữa nè. Đó. Mũi khoan, kiếm, wow. Wow, rồi sau đó tôi sẽ cất những cái đồ giờ này trước đây tôi sẽ lấy tiếp. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ lấy thêm gì ta? À máy cái này là cái gì ta? Súng móc nè, chúng ta sẽ lấy thêm cả đèn nữa nè. Đó, đèn để mình bỏ xuống dưới biển mình cho nó đỡ tối á. Chuẩn bị thêm cửa ghế nè, ghế chứ này chúng ta sẽ để ra chúng ta ngồi. Rồi sau đó là banh để tí nữa chúng ta xuống chúng ta chơi đá banh. Ông có lấy đèn hình quang chưa? Chưa để làm okay. Gì á? Mọi đứa chúng ta sẽ xuống, chúng ta sẽ thắp sáng dưới đó lên. Mọi đứa 32 cái đi. Ok, chuẩn bị ra nè, tôi sẽ chuẩn bị ra như thế này. Ok, như vậy là chắc là cũng tạm ổn rồi đó. Cái móc leo á, cái móc leo á là để cho ông có thể ông xuống đó xong thì ông có thể móc cái người ông xuống cho nó bơi xuống nhanh hơn, hiểu không? Ok, uống thuốc hồi máu, uống thuốc thở dưới nước cho đi. Bụp đó. Nhưng mà ông ngồi dưới biển thỉnh thoảng có cái con cá đèn nó cắn nát đi đâu á. Thì mình giết nó luôn. Chuẩn bị rồi, tấn công. Trời ơi, đã vãi. Ui tối quá. Tới thui luôn á. Ơ mình thắp sáng đi, nó sớm mình thắp sáng đi. Tối quá. Thắp sáng bằng cái này hả? Cái đèn hình quang á. Đây tôi chỉnh qua bên này. Sáng dưới nước luôn cũng ngon. Chứ chẳng lẽ giờ mình xuống đây mình cắm đuốc đâu được đâu. Dầu rắn nè. Cởi đi, mình để luôn chứ mình đâu cần dầu chi. Đây. Tắm dầu rắn cho mặt nó đen nào. Ông tào lao á, người ta tắm trắng còn ông đi ông tắm đen. Từ bay qua đây coi, chỗ này còn tối nè, tôi sẽ thắp sáng chỗ này luôn. Ơi, sức mạnh của sự đen nhòm á. Ông muốn làm Thái Vũ. Cũng khá là sáng rồi ha, mình coi còn chỗ nào tối mình hấp luôn. Bên đây nè. Xin mấy con cá đèn nha, chúng nó cắn nát đi đó. Ok, ôi, mình chuẩn bị nó giết bây giờ. Ở dưới đây thì sẽ có những con cá đèn á, cho nên là lâu lâu mọi người mà thấy nó bơi tới thì mọi người nhớ giết nó nha. Ok, để xem coi. Ôi, cái con này cái răng nó ghê quá.
Vãi nồi, chính ra. Lạnh ba ơi. Ui nó cắn tôi nè. Tự nhiên ông bắt tôi xuống đây làm gì? Lạnh thế. Ê, tính ra là ông là cái người rủ tôi xuống đây nha. Coi chừng á mấy con cá này nó cắn đau lắm á. Ok. Thôi giờ mình xây nhà đi. Mình xây một cái lều đi, mình đi cắm trại mà mình phải xây lều chứ. Xây lều như này mà sống trong sợ nghe thở, không biết cách xây. Ông có thuốc thở dưới nước mà lo gì quá trời luôn, mình tha hồ mình uống. Ok, từ tôi sẽ xây cái lều cho tôi trước. Chết, nước tràn vào mũi, nước tràn vào mũi. Tào lao. Ơi tính ra là ông đội cái mũ này là ông không có lo bị ngạt thở luôn á. Tính ra cái mũ này nó có kính. Kính tôi bị nứt, nước tràn vào tí chết. Mua mấy cái đồ Trung Quốc chi cho nó dở vậy trời. Ok. Đó, thôi. Thậm chí một cái mình sẽ lại xây cho mình cái lều. Mày phải chết. Ông đi xây lều đi, tí nó không có chỗ ngủ đáng chịu nha. Thôi ông xây lều đi, tôi bắt cá cho. À thôi. Tôi xây một cái riêng, ông xây cái riêng chứ tôi không có xây cho ông đâu mà. Sao không ở chung ba? Thôi tào lao. Còn chơi. Chơi gì? Cho ông ở chung đi rồi để ông thông tôi à. Con cá này sao mày cứ bơi theo tao vậy, tôi giết mày luôn. Rồi, đây sẽ là căn lều quần xịp. Ok, giờ để chỗ này mình đặt thêm cục đây nữa đi. Ôi chết rồi, tôi sợ tôi chuẩn bị len không đủ rồi. Và như đây sắt cũng không đủ để xây cái nhà của tôi, nó là sắp mặt luôn á. Lên đấy tiếp ba, con vô. Ôi, chúng ta đã xuống biển rồi, nhiệm vụ chúng ta là sống dưới đây luôn, không được lên lại không? 1 2 3 4, chắc cũng vừa đủ thôi, thiếu rồi. Không sao, tôi có ý này hay hơn. Tôi sẽ thay thế một cục ở trong đây bằng một cái bóng đèn. Wow, sáng cái liều. Xịt thân thấy. Ông xây gì vậy? Cái nhà của ông là trời, ông xây cái liều cái gì vậy? Quần đùi á. Xây cái lều kiểu này là đẹp nè, không chịu xây tào lao thật. Cục vô đây nữa. Chắc là nghĩ là hai cục luôn đi. Nó sáng cái phòng hơn, sẵn mình sẽ có đủ len để mình xây dựng. Ok rồi. Oh no, không đủ rồi. Không sao, ta sẽ lấy đèn để làm mái. Rồi, tôi sẽ đặt mày lên như thế này. Good idea. Ê, nước tràn vào đi. Trời. Ê, để tôi lấy cái cửa ra kìa. Ok, rồi. Ủa gì chả giống cái con đùi gì cả. Đặt sai rồi. Trời ơi. Ok rồi nè. Đó. Giờ còn dư mấy bóng đèn làm gì, trang trí luôn. Thôi cái liều của tôi nè, ông nhìn thấy cái liều tôi đẹp không? Thôi cái liều của tôi nè, có cây thánh giá luôn nè, để phòng trừ những con ma quỷ nó tới đây. Lầy ha. Ok, giờ đặt theo bóng đèn cho sáng. Tôi có cách mà kiểu như là mình đứng trong ranh giới không, khi không bị ngập á. Đứng đây này. Tính ra ông đứng đây là ông thở được luôn á. Đứng thở được mà. Đúng rồi, nhiệm vụ chúng ta tiếp theo chúng ta phải lấy hết nước ra ngoài nữa. Quên. Ok, giờ gần xong luôn rồi. Đấy, trời, lắp dưới đây nữa là xong rồi nè. Đơn giản như đen giỡn. Phê phải biết. Lắp nước này lại nó hơi cực anh em ơi. Trời. Đó. Ui, ngồi luôn dưới nước này. Ngồi được mà, thì ông đang ở dưới nước ông ngồi được mà. Con nào cắn tao. Làm sao mà dám. Trời ơi. Trời đẹp, nhà mình đẹp vãi nồi luôn anh em ơi. Thôi chôn một cái. Trời ơi, nhà tôi đẹp không? Ơi, ai chồng lấy cái ghế của tôi. Chạy khóa cửa. Thanh niên đô shop này dám ăn cắp cái ghế của mình anh em ơi. Chết rồi, không đặt được ra. Trời ơi, khổ quá. Đúng rồi, mà tôi có mấy cái bóng đèn, quên. Tôi cần trang trí mấy bóng đèn vào nhà cũng được nè. Trời ơi, đẹp. Đi ra, đi ra. Tôi không thèm ghế được không? Đây, coi nè. Đó, mày thấy nhà tôi trang trí đẹp không? Trời ơi, nhà đô shop tuổi gì? Trời ơi, nước vào mũ, ngạt thở quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ qua thử nhà của nồi xốp, coi nhà nồi xốp sao nha. Nhà nồi xốp cũng được ta, cũng dung dứt, cũng đẹp quá nè. Quá đẹp. Trời ơi, mà sao đẹp bằng nhà tôi. Ok rồi, thôi là tự may quá, tôi vừa hết khí thở. Ok, rồi bây giờ tôi với giờ mình và nồi xốp đã xây xong nhà, xây xong cái lều để mình có thể sống dưới biển anh em ơi. Bây giờ bọn mình nghĩ là có trái banh nè, tôi ông đi đá banh đi. Trời ơi, đây. Trái banh dưới nước à. Chơi trái banh dưới nước luôn. Rồi để mình dọn hết đống rêu rồi kìa. Cái này là phải cần có lực chân khỏe nha. Thấy tôi sáng tạo không? Phá hết mấy cái rêu đi. Mấy cái rêu đấy làm tất cả này. Coi chừng, bay mất cái bánh giờ anh đi này. Xuất qua đây, xuất qua đây. Đấy, ông chơi xấu quá ba. Ôi, bay. Chờ tôi. Này thì, trời mất cái bánh luôn rồi. Ui, trái bánh qua vào những vùng tối. Này thì trái bánh nè. Này thì trái bánh. Bay. Này thì bánh nè. Bay qua tới trái bánh luôn. Ê Phong ơi. Hả sao? Mệt quá. Dưới nước lại mệt cả nhiều quá, đói quá. Mới chơi xíu làm gì mệt rồi, chơi xíu đi trời. Nhưng mà tôi mệt. Vậy giờ muốn sao, Hả gì? Thôi giờ về nghỉ đi, có gì ăn không ba? Ăn hả? Không, tôi không có mang đồ ăn xuống đây, hay là anh em mình đi bắt cá đi. Chứ giờ tôi đâu có mang đồ ăn xuống đây đâu, mình đi cắm trại, mình phải kệ tự kiếm. Vậy, tôi cho mày kiếm để làm gì? Cho mày kiếm để đi bắt cá, tự nhiên không ngủ, đi nhanh. Muốn có đồ ăn thì phải đi bắt cá đi, tự mà đi mà bắt chứ không có ai lo cho ông đâu. Đóng cửa nhà tôi lại, vô duyên. Rồi đi. Con cá này. Nè, ăn cắm mấy con cá này bự này, giết đi.
Mình giết mà lấy thức ăn mà nè. Bảo ông lấy cá cho tôi làm sushi cho ông ăn, ông không nghe. Trình độ. Thôi, ông tự làm, ông tự bắt cá mà ông ăn. Ờ mấy con cá nhỏ trên kia kìa, bơi bơi lên mấy con cá nhỏ nè. Mấy con cá nhỏ mới ăn được chứ mấy con cá lớn mà chỉ được có cái vây không à. Các bạn mình trốn ở đây, mình không mình kệ để không làm. Quay, tôi nghe ông nói gì đó nha, chứ đó mà kệ. Đi bắt đàng hoàng đi con sếp. Đi bắt đàng hoàng đi. Nhanh lên, tôi thấy ông lười, tôi khỏi cho ông ăn luôn. Thôi mày là đói quá. Ở chỗ này cá nhiều quá nữa sếp ơi. Ui cá màu hồng nè, cá màu hồng nè. Ok rồi, nó sớm vòng kiếm được nhiêu cá bỏ ở đây đi. Cả mang cá luôn. Ông lấy hết rồi á. Hồi nãy tôi mới giết ông chết lụm được. Ok, chắc mình cũng kiếm được 10 con ha. Em cả em phải sai em rồi, không giết ai. Đó, tôi nghĩ là ở chỗ này còn mình mới kiếm được có mấy con cá, tôi nghĩ là mình phải bơi ra xa hơn nữa sớm ơi. Cho nên là ông sẽ bơi qua bên đây, tôi sẽ bơi qua bên đây. Bọn mình sẽ kiếm okay. Coi ở đâu có cá. Ok, bọn mình sẽ đi kiếm cá nha. Ok, mình sẽ bơi qua đây để mình kiếm cá nè. Ơi, cá đâu hết rồi. Ok đi. Vài phút mới được có vài con cá à. Thôi, đi về lấy cá rồi ăn hết đi. Kệ Phong, ông ấy cũng giỏi mà. Thôi, kệ cho ông ấy ấy đi. Trời ơi, đã quá trời. Ăn thôi. Thôi, mình sẽ ăn hết của Phong luôn. Hải ơi, hết cá rồi. Như đây con cá cũng làm cho mình no. Thôi, chắc mình đợi Phong về lấy cho mình ít cá để mình ăn thôi. Ok anh em ơi, thì mình chỉ giả bộ mình đi kêu là mình đi kiếm cá thôi, nhưng mà thật ra là mình thấy là đi xuống dưới đây chơi có chút xíu không có gì vui, là mình nghĩ là mình có cái cách này để cho no shop nè anh em, dễ ẹt à. Đó chính là hôm qua mình mới nhận được một cái skin người cá đó anh em. Đây, mình sẽ thử cho anh em xem nha, mình sẽ vào trong cái kho của mình nè. Hôm qua mình được tặng skin người cá nè, cho nên mình sẽ dùng nha. Đó, ok. Bấm vào trang phục này, giờ mình sẽ sử dụng skin người cá. Dùng. Ok, dùng rồi nè. Ủa, đẹp thấy không? Mình biết thành người cá nè. Thấy đẹp không? Trời, quá đẹp rồi đúng không nào? Thì bây giờ mình sẽ giả bộ như là mình sẽ biến thành người cá và mình sẽ bơi qua no shop á. No shop, ổng nhìn thấy con người cá, ổng sẽ nghĩ, ổng thường là, ổng cứ nghĩ trong đầu là ở dưới nước là chỉ có cá thôi. Nhưng mà khi mà ổng thấy được người cá thì mình nghĩ là ổng sẽ kiểu mà, ổng tưởng là ma hay là cái gì đó. Hoặc là ổng tưởng là người cá là có thật á. Thì ổng sẽ sợ hoặc là ổng sẽ hốt hoảng, ổng bơi lên bờ luôn. Thì lúc đó mình sẽ ăn hết tất cả cá của ổng luôn. Trời quá đơn giản. Đây để mình bơi lại cái đã. Trời người cá bơi nè. Trời bơi. Chắc đâu shop ổng bên kia kìa, phải từ từ để mình sẽ giả bộ mình bơi vòng vòng lên làm sao ổng. À đây cái lều nè. Ok. Ơi đói quá. Trời ngạt. Người cá đây, người cá đây, người cá đây, người cá đây. Ui cái gì vậy? Ôi. Ui. Ê con cá to. Ôi dạ. Ôi dạ đừng giết tôi vậy đâu shop. Cá to. Ơi tôi. Tôi là người cá mà, tôi là người cá chứ đâu phải là con cá đâu mà ông đòi ăn thịt tôi hả trời. Thịt này tươi ngon nè. Ôi đi, chết rồi mọi người ơi. Chết mọi người ơi. No shop tưởng mình là con cá cho nên là tính ăn thịt mình rồi, phải rồi, ông đói quá. Ông đói quá, ông điên rồi, chạy anh em ơi, mình sợ mình chạy. Thôi mình phóng lên bờ mình chạy đi. Ôi trời, ông ăn thịt mình luôn. Chị ơi. Ông bị điên rồi. Yeah. Ông bị điên rồi, kệ ổng đi, kệ ổng đi, ok. Như vậy chị ơi kìa mà. Ông nhảy xuống dưới luôn anh em ơi. Yeah. Biến. Trời ơi anh em ơi. Mình tính với anh người cá đưa anh hù ổng. Ai về đó ổng tưởng mình là con cá, ổng tính ăn thịt mình luôn, phải chửi mấy em mình chạy kịp. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của No Shop để đăng ký ủng hộ cho No Shop nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Im lặng, tôi đang chào khán giả mà. Bye bye mọi người, yêu anh em vãi nồi.